Tóm tắt nội dung phim Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Nội dung phim bắt đầu từ một người có sức mạnh tàn ác trên giang hồ là Độc Cô Thiên Phong. Độc Cô Thiên Phong là kỳ tài của võ học, tuy nhiên tính tình khác người. Vì muốn độc chiếm các bí cấp võ công nên ra tay tàn sát võ lâm. Sau khi bị các phái tiêu diệt, Thiên Phong bị bắt giam hơn 20 năm, đứa con mới sinh và người vợ cũng bị thất lạc. 20 năm sau, Lâm Khang từ một thiếu niên tốt bụng, trở thành một thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Anh cùng với thiếu chủ Bạch Gia Bảo trở thành đệ tử phái Thiên Sơn, nhưng tính tình của Bạch Thừa Trung nham hiểm nên đã hại cả nhà Lâm Khang. Và sau cùng, khi quyết đấu với Độc Cô Thiên Phong, sau khi đánh bại được Độc Cô, Lâm Khang mới biết mình là đứa con thất lạc hơn 20 năm. Sau cùng, khi sáng chế ra môn kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm lừng danh trong giang hồ, Lâm Khang tiêu diệt Bạch Thừa Trung và đổi tên là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Sau này truyền nhân của ông là Dương Quá, Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Sung. Độc Cô Thiên Phong vì muốn trở thành Duy Ngã Độc Tôn nên có ý định thu thập các bí kíp võ công trong thiên hạ. Một lần, y đến nơi ở của dòng họ Mộ Dung, muốn trao đổi bí kíp võ công Thiên Phong Tuyệt Phổ, rất lợi hại với Tuyết Hoa Kiếm Phổ, tuyệt kỹ võ công của dòng họ Mộ Dung, nhưng y bị gia đình Mộ Dung Tôn lừa gạt suýt mất mạng, cuối cùng Thiên Phong giết chết hai vợ chồng Mộ Dung Tôn và một số đệ tử. Lúc này, Mộ Dung Hoa đệ của Mộ Dung Tôn tập hợp các môn phái trong võ lâm lên kế hoạch tiêu diệt Thiên Phong. Thiên Phong và Nghiêm Hiểu Thanh là hai vợ chồng sống chung thủy và hạnh phúc. Nghiêm Hiểu Thanh sinh ra con trai Độc Cô Khang chưa được bao lâu thì các phái trong võ lâm kéo nhau đến giết Thiên Phong, Bạch Gia Trang, Liễu Hằng Sơn, Phương Trượng Đại Sư, Bố Tùng Đức, Mộ Dung Hoa, Hồ Đại Thành, buộc Nghiêm Hiểu Thanh phải cháo con và bị đánh rơi xuống giếng. Còn Thiên Phong bị bắt, Bố Tùng Đức và Liễu Hằng Sơn vì tham lam muốn chiếm đoạt Thiên Phong Tuyệt Phổ mà giam cầm Thiên Phong hơn 22 năm. Lúc này, gia đình Lâm Đại Nương cũng rời khỏi nơi cư trú và hành nghề bán tàu hủ. Lâm Đại Phúc bị bệnh mà qua đời sớm. Độc Cô Khang lấy tên là Lâm Khang thường đưa tàu hủ lên núi phái Thiên Sơn. Lâm Đại Nương bị bệnh khiến Lâm Khang lên Bạch Gia Trang tìm Phục Linh Nhân xâm tán. Ở đây, Khang bị Bạch Thừa Trung, con trai của Bạch Bảo Chủ, lừa gạt và được Bạch Bảo Chủ giúp đỡ. Còn Nghiêm Hiểu Thanh sau khi thoát chết ở giếng sâu bí mật thành lập môn phái Thiên Ma Giáo theo nguyện vọng của chồng và muốn trả thù. Y dung nạp những đứa trẻ mồ côi cha mẹ về đỡ đành và dạy võ công, mục đích là giúp y trả thù. Bốn đệ tử gồm Thấm Liệt, Giang Trấn Hùng, Hà Bích Ngọc, Lãnh Tử Yên. Lãnh Tử Yên theo lệnh sư phụ ám sát Mộ Dung Hoa và tìm cách thâm nhập vào phái Thiên Sơn để mưu sát Liễu Hằng Sơn. Cô lợi dụng Lâm Khang đưa tàu hủ lên núi, buộc Lâm Khang uống thuốc độc và nằm trong xe kéo. Ám sát bất thành còn bị Liễu Hằng Sơn đánh trọng thương. Lúc này, Lâm Khang được Liễu Ngạo Xương giải độc tạm thời bảo toàn tính mạng. Trên đường xuống núi, Khang cứu Tử Yên và đưa về nhà để chăm sóc cho Tử Yên khỏe hẳn, trong khi Lâm Khang thì còn bị độc tái phát. Lãnh Tử Yên cảm động lòng cứu mạng của Khang nên cướp trộm nhân sâm cho Khang ăn. Sau khi ăn nhân sâm, Khang trở nên có nội công thâm hậu. Và hai người làm đám cưới tại nhà Lâm Khang. Trong ngày đám cưới, các đệ tử của Nghiêm Hiểu Thanh đốt nhà Lâm Đại Nương và bắt Lãnh Tử Yên. Bạch Bảo Chủ cứu gia đình Lâm Đại Nương thoát chết và còn cho về đỡ đầu trong sơn trang. Lâm Đại Nương vì chán cảnh ăn không ngồi rồi nên từ biệt trở về quê em ruột sống. Lâm Khang ở lại làm việc cho Bạch Bảo Chủ và sống trong cảnh đùa giỡn của thiếu gia Bạch Thừa Phong. Lãnh Tử Yên biết được Bạch Thừa Phong đùa nghịch với Lâm Khang nên đánh cho y một trận. Nghiêm Hiểu Thanh cùng với ba đệ tử Thấm Liệt, Giang Trấn Hùng, Hà Bích Ngọc tiêu diệt 30 người trong gia đình Bạch Trang Chủ, chỉ còn sót lại 3 người là Lâm Khang, Bạch Thừa Trung và một nô bộc. Bạch Thừa Trung phải đến gia nhập phái Thiên Sơn mong muốn học võ công để trả thù, nhưng y không được Liễu Hằng Sơn dạy võ mà chỉ cho ở lại trong phái. Một lần lên núi Thiên Ma, Lâm Khang và Bạch Thừa Trung bị Thiên Phong lừa giải cứu y rồi dạy võ công cho, nhưng y nuốt lời chuồn mất. Vì bị mất Thiên Phong, Bố Tùng Đức đến chất vấn Liễu Hằng Sơn và cùng Liễu Hằng Sơn chặn được Nghiêm Hiểu Thanh và các đệ tử tới sát hại, chỉ có Liễu phu nhân là bị đánh tàn phế. Nhưng Thiên Phong xuất hiện giải nguy. Lúc này, Bạch Thừa Trung nhân cơ hội ăn cắp quyền võ Phi Tiên Kiếm Phổ của phái Thiên Sơn, nhưng đó là quyền phổ giả khiến y tu luyện bị chấn thương kinh mạch ở cánh tay cầm kiếm. Lâm Khang bị trục xuất khỏi phái Thiên Sơn do qua lại với Lãnh Tử Yên. Lâm Khang trở về với mẹ trong một căn nhà lá. Độc Cô Thiên Phong cùng với vợ Nghiêm Hiểu Thanh xây dựng Thiên Ma Giáo ngày một hùng mạnh. Ông còn sai đệ tử giết chết rất nhiều đệ tử của các môn phái và ăn cắp bí kíp võ công của họ. Ở phái Thiên Sơn, Liễu Ngạo Tuyết càng ngày càng yêu thắm thiết Bạch Thừa Trung, nhưng y lại thích Liễu Ngạo Xương.
Liễu Ngạo Xương vì muốn thành danh y mà theo cư sĩ Tiểu Thúy học nghề chữa bệnh. Tiểu Thúy là một danh y có tài năng phi thường. Cô sống ẩn giật cùng Kim Câu và Ngân Tiêu hai bậc tiền bối có võ công cao cường, một người cầm câu còn người kia cầm tiêu, bên một cái hồ lớn. Kim Câu và Ngân Tiêu cùng yêu Tiểu Thúy mà thi đấu võ công hơn 22 năm mà không thắng bại, cho nên hai ông rất nghe lời Tiểu Thúy. Các môn phái trên võ lâm vì biết Thiên Ma giáo ngày càng lớn mạnh muốn bá chủ võ lâm nên tập hợp tại Thiếu Lâm tự bàn bạc chờ ngày đánh Thiên Ma giáo. Bạch Thừa Phong bị thương do luyện võ công giả của Thiên Sơn nên tìm cách gả gẫm Liễu Ngạo Tuyết để mong muốn Liễu Hằng Sơn truyền võ công nhưng không thành. Lãnh Tử Yên lúc này vì yêu đương với Lâm Khang mà quên làm nhiệm vụ bị Thiên Phong giam lòng. Độc Cô Thiên Phong biết Lâm Khang có nội công thâm hậu sau này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực nên y lợi dụng Lãnh Tử Yên để bắt Lâm Khang về nhốt và ép Lâm Khang theo Thiên Ma giáo. Lâm Khang kiên quyết từ chối và bị Thiên Phong ép thuốc độc, nhưng dưới sự trợ giúp của Giang Chấn Hùng thì Lãnh Tử Yên cháo thuốc và thả trôi trên sông trên một cái bè. Lâm Khang được Kim Câu cứu khi ngồi câu cá bên hồ cá dưới chân núi. Và được Tiểu Thúy cứu. Lúc này, Độc Cô Thiên Phong bắt đầu đánh các môn phái, trước nguy cơ thảm họa cho võ lâm. Tiểu Thúy khuyên gian hai vị tiền bối dạy võ công cho Lâm Khang để có đối trọng trừ tà cho võ lâm. Ngoài ra, Lâm Khang còn học được bộ kiếm pháp trong hang động dưới chân núi và ăn con cá vàng tăng thêm nội công. Tại Thiên Sơn, Bạch Thừa Trung vì muốn tu luyện tăng nội công để hóa giải tàu hỏa nhập ma, y nhờ Lâm Khang đánh lừa Liễu Hằng Sơn để y tìm bí kíp võ công phi tiên kiếm pháp thật, nhưng bị Liễu Phu Nhân phát hiện nên y giết chết Liễu Phu Nhân. Lúc này Liễu Hằng Sơn nghi ngờ Lâm Khang và thông báo với võ lâm Lâm Khang đã gây ra cái chết của vợ. Lâm Khang phải cải trang né tránh giang hồ để âm thầm giúp đỡ. Nghiêm Hiểu Thanh dẫn đệ tử đánh cái bang, bang chủ Hồ Đại Thành chống trả không nổi nhưng may mắn Lâm Khang che mặt cứu giúp. Độc Cô Thiên Phong cũng dẫn đệ tử đi đánh Thiên Sơn nhưng bị Kim Câu Ngân Tiêu song thủ đánh bại. Sau khi phát hiện Lâm Khang chưa chết thì Độc Cô Thiên Phong ép Lãnh Tử Yên luyện công phu tàn độc, huyết giải tàn hồn trường, loại công phu sau này sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch dẫn đến tàn phế. Bạch Thừa Trung bị Liễu Hằng Sơn đuổi khỏi phái Thiên Sơn vì bị phát hiện ăn cắp quyền phi tiên kiếm phổ giả. Trong khi đó, Nghiêm Hiểu Thanh khéo đổi Hà Ngọc Bích dùng sắc đẹp dụ dỗ Thiên Phong vì cho rằng y không dạy võ công tàn độc cho mình, với một điều kiện phải tìm được Độc Cô Khang bị thất lạc năm xưa mới được trở về. Bạch Thừa Trung vốn xào quyệt cấu kết với Hà Bích Ngọc tự nhận là Độc Cô Khang và được hai vợ chồng Thiên Phong Hiểu Thanh đón về Thiên Ma giáo. Bạch Thừa Trung không những hạ độc Lâm Đại Nương mà còn lộng hành giết chết nô bộc năm xưa ở Bạch Gia Trang, nay đầu quân cho Thiên Ma giáo. Y cũng được Nghiêm Hiểu Thanh vì nhận nhầm con ruột mà dùng 50% nội công chữa khỏi chứng tổ hỏa nhập ma, và Thiên Phong còn dạy võ công cho y nữa. Liễu Ngạo Tuyết thân mang cốt nhục của Bạch Thừa Trung bỏ đến Thiên Ma giáo và được Bạch Thừa Trung che chở và tổ chức đám cưới. Tiểu Thúy bị bắt đến Thiên Ma giáo mục đích mời hai vị tiền bối đến dự đám cưới. Lãnh Tử Yên tuân lệnh Thiên Phong đi giết Lâm Khang nhưng bị Lâm Khang đánh bại và được Liễu Ngạo Xương dùng ngân châm để giải hết võ công, huyết giải tàn hồn trường nhưng bị mất hết võ công. Liễu Hằng Sơn và trưởng môn phái Thiên Lao cũng tới dự tiệc. Trưởng môn phái Thiên Lao còn tặng cho Thiên Phong bí kíp võ công gia truyền là Giá Y Thần Công chuyên tu luyện nội công. Các môn phái còn lại tụ họp tại Thiếu Lâm tự chuẩn bị tấn công Thiên Ma giáo với sự lãnh đạo của Lâm Khang. Nghiêm Hiểu Thanh tình cờ phát hiện miếng ngọc bội năm xưa và đến trả lại Bạch Thừa Phong nhưng y không hề biết. Nghiêm Hiểu Thanh nghi ngờ và tìm Lãnh Tử Yên hỏi tung tích chủ nhân của miếng ngọc bội. Bạch Thừa Phong sai Hà Bích Ngọc theo sau áp sát khiến Hiểu Thanh bị thương, may có Liễu Ngạo Xương cứu và trở về Thiên Ma giáo. Lúc này, các môn phái trong võ lâm kéo nhau đến Thiên Ma giáo giải cứu Tiểu Thúy và Bạch Thừa Trung cũng bị vạch mặt âm mưu tại đây. Bạch Thừa Trung lén lút phóng độc Lâm Khang nhưng Nghiêm Hiểu Thanh hứng chịu tất cả và y được các môn phái cứu giúp và san bằng Thiên Ma giáo, sau đó trở về phái Thiên Sơn. Y còn mang tất cả bí kíp võ công trả lại cho các môn phái khác và mang theo Hà Bích Ngọc về làm thuộc hạ tay sai. Thiên Phong dẫn Lâm Khang, Lãnh Tử Yên, Nghiêm Hiểu Thanh trốn tạm núi Thiên Ma, nơi giam ông 22 năm chờ ngày trả thù, còn Giang Chấn Hùng và Thẩm Liệt bị võ lâm truy sát. Thẩm Liệt đầu quân cho phái Thiên Sơn. Cả Thiên Phong và Nghiêm Hiểu Thanh bị trọng thương nên Lâm Khang và Lãnh Tử Yên phải chăm sóc, nhưng Lâm Khang quyết không nhận cha mẹ ruột vì cho rằng tội ác của cả hai người giết rất nhiều người bị oan. Khi bị Bạch Thừa Trung phát hiện nơi ẩn náu, cả bốn người họ trốn về một khu nhà trọ và ở đây gặp Giang Chấn Hùng. Lâm Khang khuyên cha nên quy ẩn giang hồ nhưng Thiên Phong không chịu và Lâm Khang ân đoạn nghĩa tình bỏ về với hai vị sư phụ. Bạch Thừa Trung lập mưu kế là giả vờ bắt được Lâm Khang khiến Nghiêm Hiểu Thanh tới giải cứu và bị giết chết tại phái Thiên Sơn. Cả Lâm Khang và Thiên Phong cùng giải cứu thi thể Nghiêm Hiểu Thanh mang về chôn cất.
Thiên Phong oán hận cái chết của vợ mà ra tay sát hại rất nhiều người dân vô tội. Nhưng Lâm Khang ra tay ngăn cản và khuyên thành công Thiên Phong ra biển quy ẩn giang hồ, nhưng Bạch Thừa Trung lập mưu kéo giang hồ tới đánh và truy sát. Thiên Phong nhận ra sau khi mình chết thì mọi ân oán trong giang hồ sẽ đổ lên đầu con trai, nên lén lút tự lấy cái chết trước các môn phái để đổi lại lời thề sẽ không truy cứu trách nhiệm cho Lâm Khang. Lâm Khang tới mang xác cha về chôn cất và cùng với Lãnh Tử Yên sống trong căn nhà lá của Lâm Đại Nương. Ở đây, Lâm Khang vì không bảo vệ được bố mẹ nên uống rất nhiều rượu. Liễu Ngạo Sương biết được âm mưu của Bạch Thừa Trung và tới khuyên răn thành công Lâm Khang bỏ rượu. Giang Trấn Hùng cũng giả vờ đầu quân cho phái Thiên Sơn, mục đích tìm cơ hội để giết chết Bạch Thừa Phong. Bạch Thừa Phong không những phản bội lời thề ở Thiếu Lâm mà còn muốn trở thành Võ Lâm Chí Tôn, còn Liễu Hằng Sơn cũng muốn trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Bạch Thừa Phong sai Thẩm Liệt lấy cớ trả thù cho sư phụ, tập hợp các đệ tử Thiên Ma giáo gây sự với các môn phái và đổ tội cho Lâm Khang. Y còn bắt Lãnh Tử Yên ép làm đám cưới với Lâm Trấn Hùng nhưng được Lâm Khang và hai vị tiền bối giải cứu. Tất cả việc làm đê tiện này của Bạch Thừa Trung cũng không khiến cho giới giang hồ nghi ngờ Lâm Khang tái xuất. Tại Thiên Sơn, Liễu Ngạo Sương biết được mối quan hệ giữa Bạch Thừa Trung và Hà Bích Ngọc, rồi cả cái chết của mẹ là do Bạch Thừa Trung gây ra, dựa vào miếng ngọc bội lúc BTT tặng cho cô nhưng cô không nhận và bị Liễu phu nhân lấy được. Lâm Trấn Hùng giết đại đệ tử của phái Thiên Sơn để tỏ lòng trung thành với Bạch Thừa Trung. Bạch Thừa Trung bị Liễu Ngạo Tuyết phát hiện mối tình vụng trộm với Hà Bích Ngọc và y dựng cảnh cháy nhà để thiêu sống Liễu Ngạo Tuyết. Thực ra, người mà Bạch Thừa Trung yêu thật lòng là Liễu Ngạo Sương. Lâm Khang sau khi được Liễu Ngạo Sương giác ngộ trở lại giang hồ với mục đích trở thành Duy Ngã Độc Tôn theo di nguyện của cha năm xưa. Anh không ngừng luyện tập võ công lấy lại vị thế của một anh tài trong võ lâm, khiến các môn phái phải e sợ mà còn đổi tên thành Độc Cô Khang. Độc Cô Khang đến giao đấu với lần lượt các môn phái và đánh bại họ nhưng không đánh chết. Sau khi bị Độc Cô Khang đánh bại nhằm đổ tội cho Độc Cô Khang giết họ, Bạch Thừa Trung cấu kết với Triệu Vạn Kỳ đã giết chết bố Tùng Đức, rồi đến Hồ Đại Thành và cả Liễu Hằng Sơn cũng bị y đánh trọng thương không đi lại được và bị cắt lưỡi. Độc Cô Khang cũng đánh bại luôn Phương Trượng Đại Sư và bốn vị trưởng lão của chùa Thiếu Lâm Tự. Giới giang hồ tập hợp tại Thiên Sơn để đối phó với Độc Cô Khang. Tại đây Liễu Ngạo Sương vạch trần âm mưu của Bạch Thừa Trung đứng sau lưng gây ra cái chết hàng loạt người, kể cả cái chết của mẹ, và đánh tàn phế cha. Các trưởng môn phái đồng loạt đánh Bạch Thừa Trung nhưng y đã tẩu thoát được. Y trốn lên núi Thiên Ma luyện võ công, còn Độc Cô Khang và Lãnh Tử Yên ra đảo hoang sống. Lúc này, Liễu Ngạo Sương cũng bỏ ra hoang đảo thăm Độc Cô Khang và báo tin Bạch Thừa Trung bị lạch mặt, đe dọa muốn bá chủ giang hồ. Lãnh Tử Yên vô tình bị rắn độc trên đảo cắn và phải nhờ đến Tiểu Thúy cứu chữa. Lúc này, Độc Cô Khang không vì tình cảm xưa của Bạch Bảo Chủ cưu mang mà muốn tiêu diệt Bạch Thừa Trung, trừ hậu họa cho võ lâm. Bạch Thừa Phong đã có sự tiến bộ về võ học khi kết hợp của ba loại võ công, đó là Phi Tiên Kiếm Phổ, phái Thiên Sơn, Giá Y Thần Công của phái Thiên Lao và Thiên Ma Huyết Trảo của Độc Cô Thiên Phong. Y bị Lâm Trấn Hùng lừa gạt phải học Huyết Giải Tàn Hồn Trưởng, một loại võ công tàn độc, sức mạnh vô địch, nhưng về sau bị nội thương mất hết công lực, nếu cố chấp sẽ bị tổ hỏa nhập ma mà chết. Thẩm Liệt lúc này đánh lừa Độc Cô Khang và Lãnh Tử Yên lên núi giải quyết việc riêng, nhưng y đốt rừng khiến cả hai lánh vào một cái hang sâu. Ở đây với sự động viên và chăm sóc ân cần của Lãnh Tử Yên, Độc Cô Khang đã luyện thành công bộ võ công Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng vẫn còn sơ khai lắm, ít ra cũng đối phó được với Bạch Thừa Trung. Thẩm Liệt thăm dò tin tức của Độc Cô Khang bị phát hiện và Độc Cô Khang tung kiếm chém đứt một cánh tay. Liễu Ngạo Sương và Lâm Trấn Hùng bày mưu khiến Bạch Thừa Phong giết Hà Ngọc Bích và Thẩm Liệt. Hà Ngọc Bích vì ghen tuông mà nhiều lần ám sát Liễu Ngạo Sương. Lãnh Tử Yên và Độc Cô Khang rời núi đến ở với hai vị sư phụ. Bạch Thừa Phong dùng mưu kế đánh lừa Độc Cô Khang lên núi Thiên Ma để giao đấu, nhưng y lại đến nhà của Tiểu Thúy, đánh trọng thương Tiểu Thúy, giết hai sư phụ Kim Câu và Ngân Tiêu, đồng thời bắt cóc Lãnh Tử Yên lên phái Thiên Sơn. Liễu Ngạo Sương cứu chữa cho sư phụ Tiểu Thúy và cho Độc Cô Khang biết chính Bạch Thừa Trung đã gây ra hậu họa này. Bạch Thừa Trung ép Lâm Trấn Hùng cưới Lãnh Tử Yên làm vợ nhưng bị Tiểu Thúy đứng ra ngăn cản. Sau khi giết Tiểu Thúy, Bạch Thừa Trung định hãm hiếp Lãnh Tử Yên thì bị Lâm Trấn Hùng đứng ra ngăn cản. Y cũng giết luôn Lâm Trấn Hùng. Để không làm mất thân danh của Độc Cô Khang, Lãnh Tử Yên cũng đã tự tử. Bạch Thừa Phong hết sức điên cuồng thì bất ngờ Độc Cô Khang xuất hiện bên thi thể của vợ, vô tình nhặt được một lá thư trong người của Lãnh Tử Yên với nội dung chỉ dẫn cách đánh bại Huyết Giải Tàn Hồn Trường. Tiểu Thúy cho biết muốn đánh bại Bạch Thừa Phong phải đánh vào huyệt đạo trung thì y sẽ tự đứt kinh mạch mà chết. Lãnh Tử Yên còn cài đặt bẫy ở hang động.
Độc Cô Khang giao đấu kịch liệt với Bạch Thừa Trung cân tài cân sức, nhưng Độc Cô Khang bị thương nặng bởi võ công tàn độc và rất khó để chống đỡ nổi, không sao đánh được vào huyệt đạo Trung. Độc Cô Khang bèn lừa Bạch Thừa Trung vào gốc đá, anh giật mật đạo mà Lãnh Tử Yên lập sẵn rồi thoát ra ngoài trước. Bạch Thừa Trung bị đá vùi lấp mà chết. Cuối cùng, Độc Cô Khang bỏ ra hoang đảo, nhưng vì cảm động trước tình cảm của Liễu Ngạo Sương mà phải theo cô về lại Trung Nguyên sống ẩn giật hết đời còn lại. Độc Cô Khang đổi tên thành Độc Cô Cầu Bại, luyện thành công bộ võ công Độc Cô Cửu Kiếm. Sau khi ông chết, ông chôn 4 thanh kiếm và bộ võ công Độc Cô Cửu Kiếm theo cùng dưới một hầm mộ do một con chim điêu canh giữ. Sau này, Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ có cơ duyên gặp được